Ngày 7 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai của Đỗ Phi Hào, 19 tuổi, trú tại xã Giang Re, là đối tượng ra tay sát hại cụ bà 84 tuổi, cũng trú tại xã Giang Re, huyện Krông Bông, để cướp tiền tiêu trong dịp Tết Nguyên đán. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 2, Hào thấy bà Nguyễn Thị Duy, 84 tuổi, ở gần dãy trọ, có đeo một chiếc nhẫn vàng. Vì cần tiền để chuộc lại đồ cầm cố trước đó và mua đồ dùng trong dịp Tết, nên Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 2, Hào quan sát thấy bà Duy ở nhà một mình nên đã cầm cái chày bằng gỗ đi sang nhà. Tại đây, trong lúc bà Duy không để ý, Hào liền cầm chày gỗ đánh vào đầu rồi dùng chân đạp nhiều phát vào bụng bà cụ. Thấy bà Duy nằm gục xuống nền nhà, Hào đã tháo lấy chiếc nhẫn cùng 20.000 đồng. Sau khi gây án, Hào đem chiếc nhẫn đi bán được 5,3 triệu đồng. Cụ bà sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra truy bắt đối tượng. Sau gần 8 giờ gây án, Hào đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hào đã thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản. Vì cần tiền để chuộc cái vẹt xe máy trước đó em cắm giá 700.000 đồng, em chuộc về để em xài Tết và sắm sửa cho bản thân, mua đồ, mua áo xài Tết, nên em đã gây án với bà Duy này. Lúc sau thì thấy bà đang vặn nước, múc nước, rồi em tới hỏi bà, xong rồi lúc bà không chú ý, xong em cầm cái chày đập vào đầu bà Duy 2-3 cái gì đó, xong rồi em có lấy một chiếc nhẫn với 20.000. Ngay trong đêm 6 tháng 2, lực lượng công an đã truy thu được chiếc nhẫn vàng, cây chày gỗ là hung khí gây án và khám xét nơi ở của Hào. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.